Đây là điểm câu ở đầu cầu Thạnh Hội nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đánh tiếp cái bãi này nha. Cái bãi này nó dễ đánh, nó nhiều cá nha mọi người. Hiện tại nước đang ròng chảy rất là mạnh nha mọi người. Nay mình sẽ trộn mồi ngay cái điểm câu này luôn nha mọi người. Cám này mình đã trộn sẵn ở nhà rồi nha. Bao gồm là cám D1, D2 với bánh tây với bột dẻo. Khi đến điểm câu rồi thì mình trộn thêm một ít bơ để tăng cái độ thơm. Câu cá mè dảnh mè dinh rất là nhạy nha. Này mình bỏ thêm một ít bơ, bơ Trường An hay bơ Ma Dê đều được hết nha mọi người. Mình bỏ vô, mình trộn đều lên rồi bỏ nước vô. Bóp cho mồi nó vừa mềm là được rồi. Nếu nước chảy mạnh á, thì mình cho thêm bột dẻo để tăng cái độ dẻo cho mồi. Lắm tiền. Bao Thơm thơm quá. luôn. Nó là lớn bự đó. Mấy rồi đó. Bự lên nổi không? Đúng bự vậy năm nuốt luôn nuốt lửng luôn ta nuốt luôn rồi ta ê dính bên hông hay vậy nuốt lửng không ơi vậy mà nuốt luôn ta nó chảy mạnh quá ăn không hay luôn đi bự thì nuốt luôn đây em còn 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 trong đây quên về dưới người trời. Rồi sao gỡ chú lại mới lên cá đó chú ra đúng nước ra hừng lớn đứa này hay sâu ăn hay sâu con nhớt giật được rồi đó, giật được rồi đó. Lắm. Đu. Bự chứ bộ. Hay giật đầm qua biết. Ở trên chục người. Tao như nghe ghê thiệt ta ăn mà đâu rồi ăn ướm rồi bây giờ nhá thôi nó thẳng thẳng rồi mà tôi bởi vậy tôi thẳng thẳng rồi mà tôi chạy nó ghê thiệt 2 con hồi sáng giờ 2 tiếng được 2 con. Gì vậy? Thấy luôn rồi. Sao vậy? Bỏ vô đây nè. Tà tà bự đó, bự đó. Dính là dính liền. Bự vậy hả? Không lên nổi luôn, được thì bự á. Chạy đâu rồi? Bự gì vậy? Ăn mạnh ăn sâu nha. Đừng hỏng quá.
biết nhảy ra ngoài nữa nè. Lụm tiền. Bỏ cái tay vô đô. Rút kinh nghiệm mà. Cái gì? Kỳ vậy? Cá bự luôn á. Bự lắm á. Đưa hồng luôn. Đưa hồng bự. Không mà. Cái gì ta? Gì ta? Mày hôi. Mày hôi. Hôi Goofy. Nãy giờ nó động động cái cặn quà. Cái gì kìa? Đâu? Không có dính nữa. Goofy hay điều hồng. Ê con tao dính nè, tao dính nè. Quay nhìn. Hai thằng dính được. Đủ. Không biết thành công không. Ok, quay đâu ạ? À? Em thấy kìa nè. Rồi ok, gỡ đi. Để nó nằm đi. Gì? Quay kiến. Nào. Bự. Thả à, hai bắt cái tì. Không biết. Hay mạnh rồi chắc sức mép luôn á. Dính miệng nhưng mà ảnh có hiện tượng sức môi. Ê ê lúc 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 rồi lúc rồi. Chín rồi. Hả? Nó nhịn đâu vậy? Mới dính miệng. Bự không? Được á đúng không? Cường dữ người ta. Quá còng luôn. Bự ghê á. Viết bãi chụp cái thằng dâu con kia chụp lộn cây hả? Bự chà bá luôn kìa. Ồ ghê thiệt. Còn này bự nha, bự nhất luôn rồi. Bự nhất luôn rồi. Không lên cá thì mình lên đều đều quay tới nước rồi mà lắm. Lên cá, lên cá. Tự nhiên chạy qua đi. Ơi, cứ dần nó vô. Chết chết chết. Lên cá nhỏ. Cá bự gãy rồi đó. Bắt đầu dính cái cho năm cái chín. Mẹ quá mẹ. Một pha bé lái đi vào lòng người. Làm hoài được hoài ta. Đẹp chỉ tiêu. Vô trường. Đủ rồi đó hả? Giả lên ngay. Được. Chắc là nửa ký hơn chút rồi. Còn lâu. Cậu ghét không à trời. Lên thu vô luôn. Để cái tay vô mới nó mới lấy nét được. Rồi ok. Lên cá còn yếu. Lên cá rảnh luôn. Cái dành này cái dành bự nha các bạn. Đang nãy giờ không hay luôn rồi. Đang yếu rồi ta. À, dính nó đau quá nó không dính ít luôn hay gì mà. Ừ. Bự chứ bộ. Ok.
lại cách biệt con bàn nữa rồi, cách ba con rồi hả. Dở dòng cá lên coi. Đúng. Quá dữ. Rồi ok. Coi. Báo cá luôn nha mọi người. Còn mấy con? 9 này. Con à? Không được 10 con nữa hả? Trời ơi. Gì vậy? Vậy tới 2 con thì sao? Tới 2 con à? Hôm nay lục bình quá nhiều luôn rồi nên khó câu. Dính được ít quá nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha mọi người, để xem những clip tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha.